em gái quốc dân Moon Geun-jeon. Sự hào nhoáng của thế giới thời trang. Mình sẽ mở một cửa hàng ở trên Nam Đông. Cô Han Se-kyung là người dù có trở thành nhà thiết kế cũng không thể thành công đâu. Cậu vẫn luôn thiển cận như vậy. Thách đố, rào cản, đấu tranh để vượt qua. Kế hoạch của tôi đã sẵn sàng. Nàng Alice phố Chong Chao Rong lúc 11 giờ hàng ngày trên Trinity TV.